Chắc hẳn trong số nhiều người đã hơn một lần ép hoa lá, những mẫu bướm khô vào trang vở. Nó trở thành cuốn lưu niệm nhỏ, ghi dấu ấn hành trình tuổi học trò. Đây là hình thức đơn giản nhất của nghệ thuật tiêu bản mà không phải ai cũng biết về tên gọi của nó. Tuy nhiên, tiêu bản còn là lĩnh vực thú vị của các ngành thuộc sinh học, từ đại học y, bảo tàng khoa học tự nhiên cho đến các nhà nghiên cứu động thực vật đều cần đến nó. Làm tiêu bản là một công việc đòi hỏi người làm hết sức tỉ mỉ, công phu. Đó là chuỗi các công đoạn không chỉ mang tính khoa học mà còn mang tính nghệ thuật cao. Trần Kim Hoàng Anh, chàng trai trẻ sinh năm 1999 đến từ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là một trong những cái tên được chú ý trong thời gian gần đây trong giới tiêu bản Việt Nam. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn Trần Kim Hoàng Anh, nhân vật sẽ tham gia trò chuyện cuối tuần hôm nay của chúng ta. Dạ vâng, em xin chào chị Lê Mai cũng như tất cả khán giả của NTV ạ. Vâng, Hoàng Anh thân mến, bạn đang theo đuổi một lĩnh vực mà Nghệ An có thể xem là khá hiếm, đó chính là nghệ thuật tiêu bản. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút cơ duyên nào khiến bạn tìm đến với công việc này? Cơ duyên là chỉ một lần em đi chơi và vô tình gặp một thợ bẫy chim cuốc. Họ dùng một con mồi được ý như thật. Em mới hỏi họ là họ chỉ nói là làm bằng chỉnh con cuốc đã chết và xử lý lại ý như thật. Vâng, nếu như là một cái công việc phổ biến thì cái sự tiếp cận hay là tìm hiểu tài liệu thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì đây là một cái công việc rất là đặc thù và có thể nói rằng ở Việt Nam cũng rất là hiếm nữa. Vậy thì tôi nghĩ rằng là những cái bước đi đầu tiên của bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn đúng không ạ? Thực sự thì lúc đấy em không có biết gì cả. Em chỉ tìm hiểu trên các hội nhóm và các trang mạng thôi. Thì là vẫn rất là ít người chia sẻ cách làm. Chỉ có những người thợ nước ngoài thì em không hiểu ngoại ngữ ấy. Thì là em phải dùng Google dịch, em dịch ra và tìm được các bước. Sau đó mình trao đổi hỏi thêm với các thợ Việt Nam. Thì lúc đầu là vẫn có bị hỏng một số con. Nhưng mà sau những người thợ đấy họ chia sẻ lại cho mình được những cái cơ bản ấy là dùng bằng nhiệt độ nóng mùa hè rửa trời nặng ấy là phơi khô cứng lại thì là nó sẽ không bị hư nữa. Là lúc đấy là em bắt đầu biết cách lưu giữ lại những cái bước đầu tiên. Tôi đang tò mò cái công việc này nó có điều gì thú vị bạn? Bởi vì ngay từ nhỏ em đã rất là yêu thích động vật, em nuôi những chú trâu mao và vanh khuyến. Thì là cơ duyên mình gặp mình hồi sinh lại được những con vật xấu số quá không may qua đời. Thì mình hồi sinh lại được giống ý như thật, mình ngậm được chúng ngay gần với mình và mình sơ vuốt được ấy. Cảm giác cũng thấy nó sống động, nó vui hơn. Vâng, vậy thì đến bây giờ bạn còn nhớ cái mẫu tiêu bản đầu tiên mà bạn làm không? Mẫu tiêu bản đầu tiên của em là em thực hành trên chú chim cuốc. Và cái mẫu đấy thì bạn đã làm trong bao lâu? Mẫu đấy em thực hành là khoảng một tuần. Em tìm hiểu, tìm tòi ra cách xử lý các kiểu đấy. Lúc đầu em rất là khó khăn, tìm không ra được. Hỏi các người thợ ấy. Và bắt đầu em đúc rút ra những kinh nghiệm con đầu tiên mình hỏng thì là bị lỗi gì và con sáu thì là bị lỗi gì và mình gộp các lỗi lại với nhau thì mình rút ra được cái kinh nghiệm ấy.
Tôi nhìn thấy ở đây thì bạn có mang theo rất là nhiều những cái con vật, những cái tiêu bản mà có sự sống động. Thậm chí là nó, nếu như mà không quan sát kỹ thì chúng ta có thể nhìn thấy là rất giống thật đúng không Rồi. ạ? Các công đoạn của nó sẽ diễn ra như thế nào ạ? Nó rất là nhiều công đoạn từ tách thịt và giã cho đến nhồi vào và tạo dạng. Còn công đoạn tỉ mỉ nhất ấy, theo em thấy thì là công đoạn như làm mắt và chỉnh lỗng nó trở về thành đúng nếp ban đầu, và mắt mình làm thật là sống động nhất có thể. Bạn đã vừa nói đến về xử lý xác động vật. Vậy thì xác động vật bạn sẽ kiếm cái nguồn này từ đâu? Em ra những cái tiệm chim cảnh ấy, thì là trong lúc họ vận chuyển về để họ buôn bán, thì là những có những con vật nó yếu hơn ấy, nó quá không may quá đời, thì là em sẽ mua lại họ với giá rẻ và họ sẽ bảo quản cho mình. Em sẽ đến thu gom lại và mình hồi sinh lại, chứ không hề sát hại những động vật hay là trong sách cấm hết. Trong sách đỏ là em hầu như là chỉ có của bảo tàng họ nhờ mình vào hỗ trợ họ làm lại cho được đẹp ấy. Em có tìm hiểu và cách cấu tạo của các cơ thể của động vật ấy, thì là em sẽ tạo dạng được là làm sao mà ý như thật. Vậy thì đối với những cái động vật quý hiếm thì bạn phải làm như thế nào? Đối với những động vật quý hiếm thì em liên hệ với các trang trại, họ có giấy tờ đầy đủ, giống như là giấy khai sinh và giấy xuất khẩu xuất nhập khẩu đầy đủ. Thì như đấy là chú mèo Savannah là được họ nhập khẩu từ Nga và có giấy khai sinh đầy đủ. Là không may em được theo dõi đến hồi thấy họ đăng là chú mèo yêu thích họ của họ qua đời, thì em đã liên hệ và em mua lại cái xác của chú này và được gây dựng lại như bây giờ. Vâng, như lúc nãy giờ thì bạn chia sẻ là cái công việc này đầu tiên bạn tìm đến là vì sự đam mê và còn có sự tò mò muốn tìm hiểu nữa đúng không ạ? Tuy nhiên thì về sau thì bạn đã xem đây là một cái công việc mà bạn theo đuổi. Vậy thì tệp khách hàng đầu tiên đã đến với bạn như thế nào ạ? Lúc đầu em chưa có ý định là thương mại đâu, em chỉ đăng lên Facebook là chỉ những cái thành phẩm mình làm ra đấy cho vui thôi. Vậy là vô tình những chủ quán cà phê ấy, họ bắt đầu họ thấy hay, bắt đầu họ mua về để trang trí điểm vào những cửa sổ hay là các cái bàn bàn thanh toán ấy. Cái con vật đấy bạn còn nhớ không? Và con vật đấy giá trị bao nhiêu ạ? Con đấy là con trâu mao ấy, trâu mao và vàng ánh. Giá trị lúc đấy em chỉ có 200-300 ngàn thôi, cực kỳ rẻ luôn. Còn về sau này là làm những công đoạn nó phức tạp hơn và tỉ mỉ hơn, cần đến nhiều nhiều bước và nhiều chi phí hơn, cho nên là phải nâng giá lên một chút. Vâng, và dần dần cái tên Hoàng Anh Tiêu Bản đã trở thành một cái thương hiệu. Vậy thì Tiêu Bản thú cưng liệu có phải mục tiêu chính của bạn hay không? Nó đang nắm vai trò nguồn thu nhập chính của em, nhưng em muốn duy trì và sưu tầm ngược lại ấy, bởi vì bây giờ môi trường, tác động của môi trường và con người nó đang làm dần mất đi những cái loài động vật hiếm ấy, rất là ít ấy. Thì em muốn một phần góp phần vào lưu giữ lại để mình có thể ngắm nhìn được thiên nhiên gần với mình hơn, và đời sau đời con đời cháu mình có thể thấy lại được những con vật đấy. Tiêu bản là lĩnh vực nghiên cứu phát triển trên thế giới từ cách đây hàng trăm năm. Tuy nhiên tại Việt Nam thời gian gần đây, tiêu bản mới bắt đầu trở nên được chú ý. Hiện nay, tiêu bản không chỉ là những nghiên cứu khoa học mà nó còn được xem là nghệ thuật tái tạo gần như nguyên bản mẫu động thực vật một cách sinh động và sáng tạo. Để trở thành một tiêu bản chuyên nghiệp, đòi hỏi nghệ nhân cần phải dành nhiều thời gian, tâm huyết để tạo ra những sản phẩm mang độ chính xác cao. Với niềm đam mê, ham học hỏi, Trần Kim Hoàng Anh đã bỏ nhiều công sức và thời gian để tìm tòi, khám phá về tiêu bản. Lật lại những tài liệu cũ, những buổi livestream của những nghệ nhân nước ngoài đã giúp ích rất lớn trong quá trình theo đuổi công việc mang tính đặc thù này. Em thấy anh Hoàng Anh về công việc là chịu khó học hỏi, tìm tòi với bài để chỉ dạy cho em những cách làm và
những cái làm đẹp hơn, nhanh hơn. Em biết đến công việc này là do một người bạn giới thiệu cho em, là anh Hoàng Anh có làm những cái sản phẩm như này, thì em cảm thấy giống thật á, sống động, với em cũng đam mê. Trong cái thời gian em làm cùng anh Hoàng Anh thì em học hỏi được rất nhiều điều từ anh. 7 năm theo đuổi đam mê, cùng với tài năng của mình, Trần Kim Hoàng Anh đã sở hữu hàng trăm tác phẩm được giới tiêu bản đánh giá cao. Anh cũng đã tạo dựng uy tín nhất định, là nghệ nhân tiêu bản được nhiều đơn vị tin tưởng hợp tác như Bảo tàng Quảng Bình, Quảng Trị, Quỳ Hợp, Nghệ An và mới đây nhất là Vườn Quốc gia Cúc Phương để phục dựng lại thế giới động vật quý hiếm từng tồn tại tại đây. Tiêu bản thì nó là một cái công việc mà đòi hỏi cái độ tỉ mỉ và độ chính xác rất là cao, rất là công phu. Thì ở trong giới tiêu bản thì tôi thấy là cái sản phẩm của bạn Hoàng Anh ở đây thì đạt độ tinh xảo rất là cao. Điều này thì chứng minh rằng là bạn ý là một người có tài năng và có tay nghề rất là vững ở trong lĩnh vực này. Thì rất là hy vọng là bạn ý có thể phát triển hơn ở trong cái con đường này trong tương lai. Tại Việt Nam của chúng ta thì nghệ thuật tiêu bản chưa phát triển và bạn là một trong những thế hệ Gen Z được giới tiêu bản đánh giá cao về khả năng tay nghề của mình. Vậy thì tôi nghĩ rằng để có được cái kết quả đấy là một cái hành trình rất dài tìm tòi học hỏi. Để được những ngày hôm nay thì em đã thực đếm thực khổm ấy. Nên nếu mọi người nói thực đếm thực khổm để làm thì không phải, nhưng mà em để học, em cắn giờ phát trực tiếp của những cái page và những cái YouTube lớn bên nước ngoài. Và mình sẽ quay lại và mình xem từng công đoạn, ngay sáng hôm sau mình sẽ thực hành lại trên toàn bộ và những bước nào mình ghi chép ra giấy và hôm sau mình áp dụng vào. Vâng, nghệ thuật tiêu bản thì ngoài giá trị là lưu giữ thì nó còn mang giá trị là bảo tồn và phục vụ cho các nhà nghiên cứu khoa học. Và khi xử lý xác động vật thì đã bao giờ bạn suy nghĩ đến điều này hay chưa? Có, em đã từng suy nghĩ rất là nhiều. Em chỉ em đang hy vọng một ngày mình có ích giúp các nhà khoa học hay là các bảo tàng được lưu giữ lại. Tôi được biết là bạn đã nhận được lời mời của những cái bảo tàng lớn của Việt Nam, ví dụ như là Quảng Trị, Quảng Bình hay là thậm chí ở Nghệ An. Và khi nhận lời mời như thế thì cảm xúc của bạn như thế nào? Cảm xúc em lúc đấy rất là vui, bởi vì em không nghĩ là một ngày mình có thể được họ để ý tới và có thể mời mình vào hỗ trợ giúp họ lưu giữ lại những mẫu vật quý hiếm. Hiện tại thì Hoàng Anh đang thực hiện dự án nào ạ? Hiện tại em đang thực hiện là của Bảo tàng Quy Hợp, là phục dựng lại những mẫu vật trước đấy là những nghệ nhân đời đầu họ làm và đã theo thời gian nó bị mục đạt và rùng bớt lống ấy. Thì là bây giờ mình cần phải cậy lại những cái phần lống đấy, mình lấy những phần lống rùng mình cậy lại trở vào phần giá đấy làm sao cho rộng như ban đầu. Dự án này rất là phức tạp và đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, dự kiến là khoảng mất khoảng vài tháng mới xong được. Vâng, bạn đang ở lứa tuổi rất là trẻ và lứa tuổi của bạn thì sẽ có rất là nhiều cơ hội. Đã bao giờ bạn nghĩ đến là bạn sẽ tham gia một cái cuộc thi tiêu bản nước ngoài hay là vươn ra thế giới hay không? Đó cũng là ước mơ của em từ rất là lâu rồi. Bởi vì nước ngoài họ đã làm từ 1900, là họ đã có làm và triển lãm và những cái cuộc thi ấy. Thì em rất là mong muốn Việt Nam mình sẽ một ngày nào đó sẽ có những cuộc thi giống như nước ngoài đấy. Và em cũng hy vọng một ngày mình có thể vươn tầm được sang các nước như Nga, Mỹ và Nhật để được tham gia các giải thi đấy để mình học hỏi thêm. Vâng, và bây giờ bạn có thể chia sẻ một chút về dự định trong tương lai của bạn hay không? 6 lần đi giúp các bảo tàng lưu giữ lại những mẫu vật thì em đã có suy nghĩ là mình sẽ một ngày mình được mở một phòng trưng bày riêng cho bản thân mình, những cái sản phẩm mình làm ra để tuyên truyền lại cho mọi người giữ gìn môi trường và giữ gìn hệ sinh thái thiên nhiên ngày càng dần mất đi. Và tôi cũng chúc cho những cái dự định trong tương lai của bạn sớm thành công. Đặc biệt bạn sẽ góp phần đưa nghệ thuật tiêu bản của Việt Nam ngày một phát triển ạ. Vâng, em cũng xin cảm ơn chị Lê Mai cũng như NTV đã kết nối để em được chia sẻ về cái công việc đam mê của mình. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện hôm nay hẳn là đã giúp quý vị hiểu hơn về nghệ thuật tiêu bản.
không đơn thuần là một nghề, đây còn là lĩnh vực có giá trị về mặt lưu giữ và bảo tồn động thực vật, phục vụ quá trình nghiên cứu cũng như trưng bày về thế giới tự nhiên vô cùng sinh động đặc sắc. Và hy vọng rằng chàng trai trẻ xứ Nghệ Trần Kim Hoàng Anh sẽ thành công hơn nữa trên con đường mà bạn lựa chọn theo đuổi. Đến đây thì chương trình trò chuyện cuối tuần cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.